Có một cái thực tế xảy ra đó là nhiều lúc cái thửa đất thực tế của chúng ta nó có diện tích nhỏ hơn cái diện tích được ghi trong sổ đỏ, thường sẽ xử lý như thế nào? Thì có hai cái trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất á, do đo đạc sai đó là xảy ra là khi mà cái diện tích thực tế của chúng ta trước khi làm sổ và sau khi làm sổ nó không thay đổi. Thì do khi mà họ đo đạc để làm sổ thì họ ghi sai kích thước. Thì trong trường hợp này chúng ta phải đề nghị cấp đổi lại sổ để ghi đúng cái thực tế diện tích trong thửa đất. Và trường hợp thứ hai đó là ranh giới thửa đất của chúng ta nó có thay đổi so với thời điểm mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì đây là do bị lấn chiếm bởi những thửa đất liền kề. Thì trong trường hợp này chúng ta có quyền yêu cầu xác định lại ranh giới đất. Đầu tiên thì chúng ta tự hòa giải với cái người mà chiếm dụng đất của chúng ta. Trong trường hợp hòa giải không được thì chúng ta nhờ ủy ban dân phường xã nơi mà có thửa đất đó họ sẽ đứng ra hòa giải. Trong trường hợp hòa giải không được nữa thì chúng ta khởi kiện ra tòa án, thì tòa án là nơi sẽ quyết định cuối cùng về cái trường hợp này.